Let's go. Khi trải nghiệm các căn hộ một tại đây, mình nghĩ là quý anh chị sẽ có rất nhiều ý tưởng để thiết kế căn nhà cho mình. Và quý anh chị nào muốn trải nghiệm chân thực nhất về chùa căn hộ một này, hãy đến địa chỉ 2B Trần Vực, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trải nghiệm nhé. Quý anh chị và các bạn hãy cùng theo chân mình, chúng ta khám phá và tìm hiểu về dự án Hải Giang Maryland ha. Rồi, trước mặt chúng ta là bán đảo Hải Giang của thành phố Quy Nhơn. Và cái đường bãi biển dài hơn 1,5 cây nằm biệt lập ở trên cái bán đảo này, nó quay mặt về hướng Nam, khác với lại tất cả những cái bãi biển khác trên đất Việt Nam quay mặt về hướng Đông. Đây là nhạc nước ngoài Hải Giang này. Quý anh chị và các bạn nào cần thêm thông tin thì có thể gọi cho mình. Rất là cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi clip ha. Nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những cái tiến độ mới nhất và những thông tin mới nhất của Hải Giang Maryland ha. Rồi, clip mình tới đây là kết thúc. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.